Đấy, đấy, đấy. Nó thành một cục như thế này xuống ấy. Đây này các bác. Cái đất này nó như thế này này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 mét đến đây. Đấy, nó mà như thế này nó không nhìn, không thấy chỗ sạt này có phải là đẹp hơn không? Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ hiện tại thì là múc nền xong thì nó trường hợp nó như thế này anh. Thì là con cũng mong muốn công các bà ủng hộ cho hai anh em chúng con để có được căn nhà để ở, còn trên kia thì ở thì... Con chào công các bà. Con chào công các bà. Chào Quyền, xin chào các bác. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nền nhà mới của hai anh em Hưng Thuận, mồ côi cả cha lẫn mẹ cô bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu quay trở lại thì là muốn cùng với các bác nghiên cứu về cái phần nền nhà này, xem là cái hướng bây giờ là sẽ xử lý như thế nào. Đấy, thì theo như ngày trước cô bác anh chị cũng đã thấy rồi, sau khi mà đào xong ấy thì ở dưới này nó lại thành một cái lớp đất cát nên là rất là xốp. Đấy, và nó sạt cái này nó như kiểu cái viền góc gì này này. Đấy, các bác ạ, đấy. Khi mà mới đào xong thì hôm đấy là cái hôm đào nền này không làm động thổ đâu nhỉ? Không anh ạ. Đây các bác, cái phần đất này là rất là mềm luôn. Bây giờ kiểu như là chạm nhẹ là nó cứ bị sạt xuống rồi. Đây. Toàn cát thôi, như kiểu cát ấy. Nếu mà đất này nè, nó mà như kiểu đỏ đỏ trên kia ấy thì là yên tâm rồi các bác ạ. Nhưng mà khi mà đào đến cái phần dưới này này, nó có một cái lớp đất cát trắng ấy, là chạy xung quanh luôn khu vực này. Nên là bây giờ nếu mà để làm nhà thì rất là nguy hiểm. Đấy, mọi người đi qua lại, đi qua đường ấy thì là người ta cũng góp ý rất là nhiều. Và là chỗ này như thế này thì sao mà làm được. Nếu mà làm thì phải kè lên thôi, kè đá lên đằng sau này thôi chứ không dám làm như thế này. Thì ngày trước là Hưng, dạ, Trình mua bạt về để che à? Vâng. À, để che đỡ sạt đúng không? Vâng. Theo như anh nghĩ thì bây giờ là đây này, nó có một cái lớp bóng bóng này. Thuận đừng vào đấy, Thuận đi ra đi. Này này, chứ chẳng may mà nó sạt xuống lúc nào mình sợ. Có cái lớp bóng bóng như kiểu lớp mỡ này. Cái đất đi cái lại cái đất này mình cái này có đá. Đá. Đấy đấy đấy. Nó thành một cục như thế này xuống ấy. Đây này các bác. Cái đất này nó như thế này này. Nó thành một lớp, nó xuống ấy. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ nó không phải là xuống từng tí một mà nó thành một lớp. Đây, một anh lớp đừng xuống. đập trên trên xuống đấy. Hả? Không đập trên xuống. Trên này á? Ừ. Thì nó cũng xuống theo kiểu tảng như vậy thì cái tảng này nó nặng quá nó tụt xuống. Nó không giữ được ấy. Thôi đi xuống đi Thuận ơi, xuống anh ạ. Đấy. Đây này, cái này cũng vậy mà đây này. Bây giờ thì thưa cô bác là anh em cháu cũng không thể nhìn ở trong này là nhìn và biết trước được ấy. Tại vì cái nền nhà bây giờ mua đã đắt rồi. Mua cái nền nhà đã 45 triệu rồi. Thuê đào lại còn 34 triệu nữa. Thế là thành ra là đã gần 100 triệu rồi. Vâng. Mà bây giờ sau khi mà làm xong ấy, nó lại như thế này. Thì anh em cháu cũng rất là buồn. Không biết là bây giờ sẽ xử lý như thế nào. Mấy tà ly thì cũng không phải thấp, khá là cao đấy. Cũng phải tầm 10 mét đấy các bác. Vâng. Đấy, thì bây giờ là nếu mà xác định là làm nhà ở đây ấy, thì chắc khả năng là di chuyển sang bên này thôi. Vâng. Mình làm ở bên này. Bên này thì cái phần
tả ly ở bên này nó không cao mấy, nó thấp hơn. À. Làm cũng có lẽ là cũng phải cách đến đây nhỉ? Ừ. Cách đến đấy thì chỗ này thì không sạt được, theo như anh thấy ấy, anh nhìn ấy. Đúng. Còn cái phần ở đằng sau kia ấy, thì mình không thể biết trước được. Chắc phải làm đấy. Mình không biết là từ đây vào trong kia là nó bao nhiêu mét. Em thử đo xem có cái cây không? Thử đo xem là từ đây vào đây. Từ đây đến trên kia chắc được độ chục mét. Nhà thì mình cũng chỉ làm 6 mét thôi. Vào sâu vào trong anh. Ừ. Sâu vào trong là 6 mét. Em thử đo ở đây xem là có bao nhiêu mét. 6 mét chắc đến đây. 1, 2, 3, 4, 5. Để làm chắc cũng phải cách ra từ đây lên. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 mét đến đây. Ui, thế thì từ đây lên trên kia chắc tầm 3 mét nữa. Đúng. Đấy. Bây giờ mình làm thì dịch ra ngoài kia một chút, đúng không? Không sát quá. Đúng rồi. Em tính là còn cho đến đây ấy nhà ấy. Ừ. Cho đến đây để cái kia có cái lối. Ra đây. Kia có lối. Ở đây thì hai phòng ngủ là để thiết kế là ở bên ngoài. Nhà em chắc làm hai phòng ngủ thôi đúng không? Vâng, hai phòng hay là ba phòng được, để gắn ở cạnh cũng được mà. Ừ. Làm như kiểu hình dạng hình U ấy. Ừ, chữ U ấy. Đúng rồi. Thì nó được ba phòng. Ừ. Đấy. Làm ba phòng cơ á? Ừ. Sau này Thuận đi lấy chồng rồi. Có ai ở nữa đâu. Còn ở lâu lắm nhỉ, ở hai mấy năm nữa mới lấy. À. Con nữa. À thế à. Đây kiểu hình U là hình. Ừ. Đấy các bác ạ, nền nhà thì ngày hôm nay là cháu quay trở lại để cháu chia sẻ video ấy. Thì cũng muốn hỏi ý kiến của các bác để các bác cùng với cả vợ chồng cháu là góp ý cho hai anh em Hưng Thuận một côi. Để anh em cháu là nghiên cứu làm sao để làm một cái ngôi nhà làm sao cho chắc chắn nhất. Đấy, bây giờ Thuận với Hưng ấy thì là cũng gọi là không được may mắn lắm, mà không may mắn thì cũng không phải. Tại vì em là cũng các bác hỗ trợ là mua nhà này, mua đất này, xong là múc nền này. Đấy, còn bây giờ thì cái phần tiền làm nhà ấy, thì ngày trước là anh lên chia sẻ thì cũng có một bác ở bên Mỹ là bác bảo là khi mà lên làm thì xem là tính toán mua đất làm nhà hết bao nhiêu thì báo lại với bác thì có thể là bác sẽ gửi tiền về để hỗ trợ. Không biết là bác có xem được video mấy hôm nay anh em cháu chia sẻ lên hay không. Đấy, tại vì là bây giờ thì hết kinh phí thì anh em cháu cũng không thể thực hiện được các bác ạ. Đấy, bây giờ anh em cháu cũng đang tính là như này, ở cái phần đằng sau này bây giờ để làm được nhà thì một là kè, hai là sẽ phải đổ như kiểu mình đổ dầm ấy. Vâng. Đổ cái tấm bê tông luôn để chắn ở đây và đan sát vào. Bây giờ nhá, anh tính cho Hưng này. Dạ. Bây giờ làm nếu mà kè từ bên kia về đây mà kè hết cái chỗ này luôn ấy là nó sẽ rất là nhiều tiền. Vâng. Bây giờ em biết rồi, đá ở đây là đắt lắm, đá ấy. Rất là đắt. Đá hộc đắt này. Đá ở suối thì chắc cũng hiếm. Đúng rồi. Đấy. Còn cát thì nó rẻ hơn một chút, tại cát vì cái rẻ, khu vực cát này thì nó cát gần, ở đây thì gần bãi thì nó rẻ. Gần bãi cát thì nó rẻ hơn. Còn đá thì là cả huyện này là coi như là giá chung là đắt rồi. Nên là nếu mà kè đá, thứ nhất là mình kè ở dưới này thì nó phải to. Đấy, phải kè to thì lên trên càng lên cao nó mới chắc được. Đúng. Mà thứ nhất là kè đá thì tốn xi măng này, tốn cát này, tốn công này, tốn đá này. Đấy. Rất là nhiều thứ. Nó bao gồm rất là nhiều chi phí nếu mà làm đá ấy. Thì anh đang bảo là đang tính là nếu mà kè phần đằng sau này thì mình sẽ không kè đá nữa, đổ tấm bê tông lên. Vâng. Đổ nhưng đổ mỏng được, độ 40 phân được. Không, 40 phân mỏng quá. Cái chân của nó mình phải đổ ít nhất phải 60 phân. Vâng. Phải đan sát vào. Có răng sát chạy đan sát sát. Bây giờ cháu tính là trung bình, ví dụ như là chỗ này thì sát nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu.
Đấy, sắt thì mình không phải mua sắt to đâu. Vâng. Sắt 6, sắt 8 đâu. Vâng, sắt nhỏ cũng được. Ừ, sắt nhỏ thôi. Là nó còn chắc hơn mình xếp đá đấy. Vâng, đấy là chắc hơn. Đấy, xong là sắt xong rồi thì đến cắt này. Đấy, cắt tầm 5 triệu nữa đi. Cắt thì đây thì chắc độ, nếu mà đổ mỏng mỏng thì chắc độ lấy cả cái loại mình đổ bê tông thì lấy cái loại lấn sỏi kia. Ừ, phải có cả sỏi. Đúng rồi, đấy lấn, có cắt lấn sỏi, cắt tạp tạp ấy. Ừ. Cắt tạp kia là 50.000 một khối sao? Ừ. Xúc ở bãi ấy. Đấy. Xong là tiếp tục là công nữa. Nhờ? Vâng, công. Thì công vào. Hoặc là cái phần kè này thì có thể là lấy đội thợ ở trong thôn. Thì những ai đến hộ được thì có thể là hưng nhờ một phần. Thứ hai 5 là triệu mình... còn tiền xi măng nữa. Đấy, còn tiền xi măng nữa. Chỗ này thì kè lên cũng phải ít nhất phải 20 triệu em ạ. Vâng. Kè chỗ này cũng phải 20 triệu thì nó mới chắc được. Đúng rồi. Đấy, thì một là kè đá thì nó phải ít nhất phải 30 triệu. Tầm đấy. Đấy, còn xếp cái kia... Khả năng còn nhiều hơn. Đổ cái tấm bê tông để coi như là... mình sẽ đan sát vào xong rồi đổ tấm bê tông lên ấy, lên cao. Đây, ở đây thì qua bằng đầu anh là được. Nó phải bằng vậy được. Nó phải như này. Để mấy nữa mình làm xong ấy, đổ xong ấy thì mình vẫn phải lấp đất vào. Đến đây là được rồi. Ừ. Đây. Đúng rồi. Kè đến chỗ đấy. Đến đấy là nó có tụt thì nó cũng có cái chân cái giữ ở đấy nó không tụt được nữa. Nó không tụt, nó không vào nhà mình ấy, không được. Sợ. Tại vì bây giờ như này, nếu mà mình xây mà nó chưa sạt thì là sợ đến lúc mình xây nhà xong nó bắt đầu sạt thì lúc đấy khó xử lý lắm. Vâng. Nhà thì mình xây ở đây mình chả di chuyển đi đâu nữa. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Xong rồi nó mà sạt vào nhà thì thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là mình không dám ở đây thì nó phí. Vâng. Nên là bây giờ cái theo anh nghĩ ấy, thì cái tấm bạt kia ấy thì cứ anh em cứ lấy ra đi để xem một hai trận mưa. Xem nó sạt đến đâu thì mình lúc ấy mình tính sau. Giờ chắc không mưa được rồi, nắng thế này thì không thể mưa được. Có khi là trời nắng này nó hay mưa lúc nào không biết đâu. Đúng. Nên là cứ lấy ra xong là để mưa nó sạt, cho nó sạt hẳn đi. Không rồi sau này anh em mình làm nhà rồi nó mới sạt, lúc đấy là khó xử lý lắm. Vâng. Bây giờ mình chưa làm nhà ấy, để nó sạt xem nó sạt đến đâu. Ví dụ nó sạt ở trên kia xuống ấy, thì mình lại san cái này lại, kéo cái đất đi sang kia để nó bằng hết đã, đúng không? Vâng. Đấy. Chứ bây giờ tả ly nó cao này, bây giờ nó chưa sạt, sau này làm nhà xong nó mới sạt thì không đấy nguy hiểm. Vâng. Đấy. Thì làm nhà thì làm sẽ làm sang bên này. Thì ngày hôm nay thì cháu lên trên này cũng muốn hỏi ý kiến của các bác xem là hai cái phương án mà vừa rồi cháu nói thì xem là nên là mình sẽ làm theo kiểu như nào. Một là cháu sẽ đan tấm sắt và đổ như kiểu bê tông ấy. Đổ bê tông để chắn lên trên này. Đấy. Hai là sẽ kè bằng đá. Nhưng mà kè đá thì tốn lắm. Tốn. Với cả nếu mà kè nó dài như này phải làm cột trụ. Vâng. Cột trụ. Có một cái cột sắt ở giữa này này nó mới giữ được. Không nó dài này nó không chắc đâu. Vâng. Đấy. Tốn kém đấy. Đấy. Bây giờ kinh phí thì không có. Làm thì tốn kém quá. Không ngờ là cái nền đất này nó... Nó lại ra cái hình thù yếu. Như vậy. Nó yếu như vậy. Xem cái trên kia là đất đỏ là đất chắc mà. Ừ, tại vì cái phần trên kia đất đỏ nhìn nó rất là chắc nhỉ? Đúng rồi. Thôi bây giờ là đi lấy cái bạt xuống đi. Vâng. Không để đây như này, anh sợ họ lại lấy đi thôi. Mai em che, em phải che hết. Không phải là để như thế đâu. Mình che, mình phải đã che để phải che hết xuống cái phần thế này. Tí bây giờ em xuống, hớt xuống nó xuống mà. À. Giờ em lên hất xuống nha. Một là che như thế, hai là lấy ra. Giờ em đi thả xuống cho nó không phải mất cái thẩm mỹ của cái chỗ sạt kia xem nào. Đây các bác ạ. Nền nhà thì mua được rồi, múc xong rồi. Nhìn rất là rộng nhưng mà cái phần tả ly lại không chắc một chút nào. Nói em Trình, em có mua cái tấm bạt lên trên này để che sợ mưa ấy là sạt xuống.
còn ở trên đấy thì vẫn giật bậc. Kể cả sau này có làm nhà ấy, thì vẫn phải mua cái bạt để che. Đấy, nó mà như thế này nó không nhìn, không thấy chỗ sạt này có phải là đẹp hơn không? Đúng không? Đúng rồi. Thuận đi mua kem về giờ à? Đi vào quán bên kia mua à? Thưa các bác anh chị, là hiện tại thì cháu đang có mặt tại nền nhà mới của em Hưng cô bác ạ. Hiện tại thì anh em cháu đang múc nền nhà ấy, thì là chuẩn bị tới này là làm nhà cho em Hưng. Thì về cái khoản kinh phí hỗ trợ làm nhà cho Hưng thì hiện tại là vẫn chưa đủ, cho nên là hiện tại cháu có một số mặt hàng đặc sản vùng cao hiện tại cháu đang bán ở trên kênh, thì cháu cũng muốn là quảng cáo lên trên kênh để bán, và cháu sẽ cố gắng là tích vào một quỹ để tới này cháu sẽ có một cái khoản hỗ trợ cho em Hưng để dồn vào cùng với cả các bác là thêm kinh phí vào làm nhà. Đấy, Hưng ạ, hiện hôm nọ em mang cái tổ hôm nọ ấy thì là anh vác ra thì còn 2 lít. Đấy, hôm nay anh mang lên trên này 1 lít, ở nhà là còn 1 lít. Thì cái này là mật ong khoái, thì anh là dán cái logo của anh, đây là mật ong khoái nguyên chất 100%. Đấy, thì anh đóng vào chai này thì đây là mật ong hoa bạc hà các bác ạ. Mật ong hoa bạc hà với mật ong khoái là cái sản phẩm chủ đạo của kênh, hiện tại là cháu bán cái chính đấy. Thì rất là mong là các bác ủng hộ. Và sản phẩm tiếp theo đó là bột nghệ, đây là không phải tinh bột nghệ mà là bột nghệ nếp này. Đấy, cái bột nghệ này thì rất là thơm. Đấy, rất là thơm luôn. Và cái này được bà con đi đào bới ở dưới nương về và thái mỏng. Đấy, giá thành bột như thế này. Cái bột nghệ thì công dụng là rất là tốt cho kháng viêm, đẹp da, và đặc biệt là làm lành vết thương rất là nhanh. Sản phẩm thứ ba nữa đó là gừng gừng đen. Đây là gừng đen là thái mỏng và phơi khô rồi. Có 2 loại, gừng tươi và gừng khô. Đây là khô đấy các bác, thành miếng như thế này. Cái này công dụng là làm ấm cơ thể, phòng ngừa trừ cảm lạnh, đau bụng kinh, lưu thông khí huyết. Đặc biệt là rất là tốt cho người bị hạ huyết áp thấp đột ngột. Đấy, nhiều công dụng lắm các bác ạ. Nếu mà các bác để biết nhiều hơn về cái công dụng của cái gừng đen này thì lên trên mạng thì sẽ có nhiều hơn. Và cái sản phẩm thứ hai đó là trà rào cổ lam. Đấy, trà rào cổ lam thì cái loại này là loại 5 lá. Đấy, có 3 loại, loại 3 lá, loại 5 lá và loại 7 lá. Loại 5 lá là loại tốt nhất. Cái công dụng của lá rào cổ lam là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức khỏe. Đấy, các bác khi mà đi làm hay là đi ở nhà cũng vậy, có khách đến thì các bác có thể pha cho một cái ấm để đun pha uống hàng ngày. Đấy, và đây là sản phẩm tiếp theo, đấy là hạt óc chó của em Quân 14 tuổi. Đây là cái sản phẩm hạt óc chó đã bóc vỏ, hiện tại là cháu đã cho vào túi để hút chân không, thì các bác yên tâm và để được rất là lâu các bác nhé. Đấy, sản phẩm thứ năm nữa đó là măng nứa khô. Đây là măng miếng. Đấy, măng này măng miếng và cháu đóng vào cái túi nhíp như thế này. Tại sao này, măng càng vụn này càng ngon. Đấy, càng vụn thì nó lại càng non. Càng non thì ăn này càng rất là ngon luôn các bác. Đây, cái miếng nhỏ nhỏ như thế này thì nếu mà các bác ngâm ra ấy, thì nó bở ra thì nó sẽ rất là to, và một cái túi này thì ăn sẽ rất là nhiều, được rất là nhiều bữa luôn. Đấy. Và cái sản phẩm nữa đó là miến rong. Đấy, miến rong bảo đảm và bảo hành với các bác là không, ăn không có sạn nhá. Ăn có sạn thì các bác giả lại, cháu giả lại tiền cho các bác. Đây là toàn bộ những cái mặt hàng hiện tại là cháu bán ở trên kênh để có thêm một số kinh phí, có thể là giúp đỡ cho em Hưng. Đây là măng trúc ngâm với ớt này các bác. Măng này ăn rất là ngon và giòn. Thì rất là mong cô bác anh chị trong thời gian tới sẽ ủng hộ những cái mặt hàng đặc sản hiện tại cháu đang bán ở trên kênh, để cháu sẽ dồn vào một quỹ giúp đỡ cho em Hưng một cái khoản kinh phí làm nhà trong thời gian tới các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời cô bác tiếp tục theo dõi video ạ. Đây, bây giờ là không biết là làm thế nào ấy các bác. Ngày trước thì em Trình em mới mua bạt ở đây để che tạm trước thôi. Thì bây giờ nói chung là kè này, kè cái phần này ấy mà mình không kè chắc là cũng nguy hiểm.
Đấy, mà kè chắc thì lại phải tốn nhiều kinh phí, rất là tốn kém. Bây giờ cái bạt này theo Hưng thì nên tháo ra để như này. Cứ để thôi anh ơi. Để à? Ừ. Để xem cái chỗ kia. Anh đang muốn bảo là lấy ra để nó mà mưa to ấy, để nó sạt, sạt hẳn đi. Không, nó sạt là tả ly nó cao quá, nó xuống hết đây nhỉ. Bây giờ bởi vì cái chân này nó không chắc ấy, là nó tụt từ trên xuống ấy. Thế anh cũng... nghĩ là cái này nó sạt, nó chỉ sạt cái phần đất trắng này thôi. Không, nó bây giờ nó thành một cái hầm ếch đấy, là bây giờ che cho nó, nước nó đẩy xuống dưới chân đấy. Nếu nọ anh Trịnh bảo là cho nước nó đẩy xuống dưới chân đây là nó trôi ra đây là không sợ, nếu mà để trên kia nó tụt xuống cái lỗ kia là sợ cái hầm kia nó lại to quá. Nó tụt đấy, sợ đất nó tụt. Bây giờ thì nền nhà thì múc như thế này rồi Hưng, xong là đất thì mua rồi, bây giờ nó cứ như thế này thì không làm được nhà, thì em tính thế nào? Em nọ em tính bảo là chuyển làm cái nhà gỗ ở đây tạm xem, là em xem nó có sạt không ấy, chắc là không, mưa là sạt đấy, nhưng mà mình làm dịch xuống đến đây một tí. Em định chuyển cái nhà gỗ của em xuống đây á? Vâng, nhưng nhà gỗ là không được chuyển đâu, tại vì ngày trước các bác cũng góp ý với anh chị rồi là nhà đấy là nhà bố mẹ làm ra, với cả phong thủy nó không đẹp rồi, không tốt rồi, có người mất ở trong nhà, bố mẹ em đều mất ở đấy, mà đặc biệt là bố em lại treo cổ mất ở trong cái nhà đấy. Vâng. Thì theo nghĩ thì cái ngôi nhà đấy cứ kệ nó, để đấy đi. Vâng. Không nên tháo xuống đây đâu. Bây giờ mình đã tránh cái chỗ không được may mắn, không được tốt đi rồi, mình không nên mang những cái thứ mà nó không tốt đi theo mình nữa. Vâng. Không? Hai anh em bây giờ là coi như một cái trang mới đi, thì xuống thế này thì cứ cố gắng dần dần đi xem là tình hình thế nào đã. Vâng. Bây giờ thì trước mắt bây giờ ấy là nếu mà có kinh phí thì đầu tiên là cháu sẽ vào đây để gọi vật liệu vào đây để kè cái này trước đã. Đấy, kè một là kè, hai là đổ cái tấm đan sắt đổ lên. Vâng. Đấy, nó dày tầm 60 và lên cao thì nó tầm 40 cũng được. Đấy, 40 tầm đấy là được rồi. Thì sẽ mua sắt 8, sắt 6 về đan để đổ như kiểu họ làm cầu ấy. Vâng. Họ đổ để ngăn lại hai bên ấy. Vâng. Làm cầu như thế thì rất là chắc chắn. Mà đổ cái tấm đấy nó còn chắc hơn cả mình kè đá. Cái đấy là tại vì nó có sắt. Vâng. Giữ ở đấy. Còn kè đá mà nó nứt ra ấy thì nó không chắc đâu. Vâng. Thuận thì rất là ngây thơ. Đi mua kem về ăn. Thuận có muốn bây giờ ấy nền nhà mình không chắc, không làm được nhà ở đây nữa thì bây giờ làm nào? Không biết à? Thuận có muốn có nhà để ở đây không? Có muốn các ông các bà giúp đỡ mình làm ngôi nhà ở đây không? Có. Em thích ở đây và đi học gần. Muốn thích ở đây để đi học gần đúng không? Đúng. Ở trên nhà cũ là đi học rất là xa nhỉ? Vâng. Đấy thì Hưng có điều gì muốn nói với các ông các bà không? Vâng. Bây giờ hiện tại thì là múc nền xong thì nó trường hợp nó như thế này anh. Thì là con cũng mong muốn công các bà ủng hộ cho hai anh em chúng con để có được căn nhà để ở. Còn trên kia thì ở thì cái nhà nó cũ kỹ quá rồi, xuống cấp rất là trầm trọng. Nhiều chỗ như mấy hôm nọ anh em mình xem ấy, bị tuột cái mắt kia ra hết rồi. Trước như anh Khương xem với em ấy, tuột cái mắt cá kia ra hết rồi. Bây giờ kiểm tra lại thì nhiều hôm gió to thì cũng không dám ngủ. Bây giờ mùa này đang vào chuẩn bị mùa mưa gió nữa, thì không biết là mấy đứa mưa to thì nó trận gió nó một hai trận chắc là lung lay hết nhà. Lốc xoáy ấy. Đấy, ở trên này thì nhiều hôm là phải xuống gầm sàn để trú tạm anh ạ. Mùa mưa to gió lớn đến rồi các bác. Vâng. Đấy, Hưng bây giờ nếu mà không làm nhà ở đây thì em sẽ tính là như nào? Nếu không làm nhà ở đây thì chắc khả năng là em cũng phải làm một cái, làm lại một cái nhà con ở trên để ở tạm vậy thôi, chứ còn bây giờ cứ ở trong cái kia thì cũng không dám ở. Bởi vì mấy cái cây nó mục hết rồi, sợ mưa nó bị tuột hết đinh ra là nó rơi ra đâu. Đấy, bây giờ thì Thuận thì còn đang đi học nữa. Vâng. Để Hưng thì sức khỏe thì Hưng có rồi các bác ạ. Không phải là Hưng lười hay là cái này như thế nào cả. Hưng là thanh niên, đấy, sức khỏe có. Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ mất hết đấy. Còn một em gái đang đi học thì chả đi đâu làm xa được. Làm ở quanh nhà thì bây giờ không có việc gì làm.
Anh ngày trước là cháu có đi mua máy xúc về rồi. Nhưng mà hiện tại thì Hưng vẫn chưa xong nhà thì vẫn chưa có thời gian để mà đi học. Cũng không có thời gian để mà đi làm được. Nên là chắc phải khoảng một thời gian nữa. Vâng. Đấy. Bây giờ đi chuyển cái củi kia xuống đi. Để vâng. Trên đấy đi lăn mấy cái thanh củi kia xuống. Xong lúc nào sợ lúc nào mà chợ nó sặt đấy, xong lại lấp hết vào. Mà cái đất ở trên này ấy, mấy nữa kè xong nhá, thì cái phần ở trên kia em đi phát sạch, xong là đào một cái rãnh ấy để nước nó không chảy xuống đây. Ví dụ trời mưa ấy, em đào một cái rãnh cách xa xa cái đất của mình một tí để nó nước nó chảy sang hai bên. Cái kia phải phát ra, xong là đào rộng ra. Đào rộng ra để nó không chảy xuống đây. Vâng. Để nước nó chảy sang hai bên, nó sâu một chút đấy. Vâng. Cái trên kia thì nó cũng thành một cái vũng ở trên kia, nó hai cái tà ly kia nó thành cái rãnh to ở trên mà. À. Nó cũng thành cái rãnh ở trên ấy. À. Hôm nọ em và anh Trình kiểm tra rồi. À. Trên kia nó thành cái rãnh theo cái đường cái lối mòn ngày trước ấy. Nó có bây cái giờ rãnh như này thì không dám ấy đâu. Vâng. Chưa dám làm nhà được. Nhờ. Cái này mưa sợ nó sạt. Đi đường này à? Vâng, lên khá là khó đấy anh ạ, cái đấy không phải gốc đâu, đằng kia. Đấy, hy vọng là xong nhà thì sẽ cho Hưng là đi lái máy cho anh. Vâng. Bây giờ anh mua máy về rồi nhưng mà nhà cửa em chưa làm ấy, thì là em đi làm thì cũng không thể được, như thế này không được. Vâng. Mới cả học lái máy của Hưng ấy, vẫn... chưa xong được các bác ạ. Đấy, gọi là biết cầm máy một chút thôi. Cái này là ngày trước là chú Kha, anh Kha anh ấy đào kiểu không thẳng xuống nhỉ. Đúng rồi. Nếu mà đào thẳng thì thứ nhất là chắc cũng sợ, nhưng mà đào thẳng thì nó rộng đất của mình hơn. Vâng. Sợ sạt đấy. Này, ở ngoài kia thì rộng, trong này thì hẹp tí. Tả ly cao phết đấy. Vâng. Đứng từ trên này nhìn xuống là cao lắm đấy các bác ạ. Ui, cái này nó phải trên 10 mét đấy. Vâng. Củi này củi nhà mình đúng không? Cái này của nhà mình. À. Kéo đánh đóng ở đây thôi anh ạ, không vứt nữa. À. Xếp đóng ở đây thôi. Cái gốc này? Gốc này cũng để đấy, mấy nữa mình dùng ấy. Mùa đông đến là đại đun. À. Ở bên kia có phải không? Có, bên kia không phải của mình. Đấy. Mấy đứa là đào cái chỗ em Trinh em đứng ấy, thành một cái rãnh ở trên đấy. Vâng. Để cho nước nó không chảy xuống đây nữa. Vâng. Đấy, mọi người đi qua cái đường này cũng rất là nhiều. Sau này làm xong nhà thì có thể là mình sẽ làm quán hay làm cái gì ở đây cũng được. Vâng. Nhưng mà Hưng thì sau này xong nhà thì cháu cũng là cho đi lái máy xúc rồi các bác ạ. Cái này khô lắm rồi anh ạ. Cái này bây giờ đốt thì bén lắm không? Cái này khô lắm ấy. Một hai hôm nữa lại. Hôm nay mùng mấy nhỉ? Mùng âm ấy nhỉ? Âm mùng 5 cho anh. Mùng 5 rồi nhỉ? Không biết được, anh không để ý. Hôm nay hôm... Thuận ra đây cẩn thận nhá. Qua mùng 4 kia. Không tí à. Đúng rồi, hôm nay mùng 5. Còn chục hôm nữa lại phải đi đám ma. À. Đấy. Cái phần đất ở trên này đấy các bác. Thì nhìn nó... Chắc chắn. Rất là chắc chắn này. Mà khi mà xuống dưới này thì nó lại... Không chắc một chút nào cả. Thôi Thuận đi xuống đi. Nguy hiểm quá. Xuống đi Thuận ơi. Tí lên trên này đây. Cao lắm đây. Chỗ này mà trượt chân cá là... Đi xuống đi. Anh với anh Hưng đi lên trên này để xem. Cái phần ở trên này phải đào cái rãnh không cho nước nó chảy xuống đây này các bác. Đất của em là ở đây hết chưa? Đây vẫn còn chứ nhỉ? Đây trên này vẫn còn. Trên này còn 2 mét à? Vâng, hết chỗ đấy. Đến đây à? Ừ. Đây. Bây giờ Hưng ra đây anh bảo. Vâng.
khu vực này mới nữa. Phát sạch xong là làm cái rãnh. Làm cái rãnh để nước nó chảy sang hai bên ấy. Vâng. Không để như này nguy hiểm quá. Nước nó mà chảy xuống như này thì sợ nó càng ngày càng sạt nhiều ấy. Thế trước là anh em mình phát ra đây ấy nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Nhìn từ đây xuống cao lắm. Ôi xa. Cây. Mà đào này cũng không phải ít đất đâu. Nhìn nó cao này. Cái này cây nhà mình đúng không? Đúng rồi anh. Cái này thẳng thế. Vâng. Cái này mình nữa sẽ làm. Cái này là có thể là làm ván giường tủ gì đấy cũng được. Nhờ. Vâng. Nhưng mà cây thông này cũng mọt lắm. Đúng rồi. Ở đây là trên này là có một cái rãnh à? Vâng, bên trên cái cây đấy. Bên trên cây này á? Ừ. Có một cái lối mòn xuống này anh. À. Nó thành cái rãnh ở đấy. À, trên này có một cái con đường mòn này. Cái đất ở chỗ này có phải của nhà chú không? Có, đến chỗ đấy quay về đây đấy. Đến chỗ này à? Đúng rồi. À. Thế qua từ đây sang kia là không phải à? Không phải. Đây có kiến nhiều quá. Đã kiến đi đỏ này. Đi. Cái này cũng thuộc dạng khô lắm rồi đấy nhỉ. Đấy, ở trên này thì để mà tìm được một cái địa hình mà bằng phẳng đẹp để làm nhà rất là khó nhỉ. Vâng. May mắn gọi là tìm được một chỗ mà đào ra nó thành như thế này đấy các bác. Đừng có cầm vào dây điện đấy nhá. Sợ nó hở đâu. Nó hở đấy. Đấy, có một chỗ hở đây này. Này. Này, cầm vào giật ngay đấy. Này. Ui giời, tạch tạch kêu tạch tạch luôn. À đúng rồi, chỗ này bị hở đây. Cháu cái này mà có băng dính để cuốn vào. Đấy, bây giờ bạt này thì thôi cứ để như này nhá. Vâng. Để nó che, mấy đứa mình kè. Vâng. Thì lúc đấy mình tháo ra sau cũng được. Đất đây còn nhiều này, đất ở ngoài này ấy. Đất ngoài còn nhiều. Hưng bây giờ mà tự đi kiếm tiền vào đây để xây nhà này có kiếm được không? Có nhưng mà khả năng là hơi lâu đấy anh ạ. Bây giờ mà không vướng thuận nữa thì em đi là cũng vẫn làm được, vẫn kiếm được tiền. Đi Trung Quốc à? Vâng. Ở đây là mọi người hay đi Trung Quốc lắm. Tại vì đi Trung Quốc làm ấy là tiền nhiều hơn, lương cao hơn. Thời tiết ở trên này dạo này nóng quá. Đội mũ bảo hiểm đi là phải độ, đi ăn tiêu tiết kiệm là phải độ 5 năm thì làm được nhà khả năng. Đấy, đây là vẫn còn mấy nữa còn giả lại rãnh này cho người ta này. Vâng. Rãnh đường này. Còn cái phần đất thì thưa cô bác là đấy thì cháu cũng đưa ra hai hướng, một là kè, hai là đổ bê tông vào. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ cùng nhau góp ý cho anh em cháu để cho cháu là có thể thực hiện cho Hưng một cái ngôi nhà và
cuối video thì cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân đã luôn luôn tin tưởng đồng hành cùng với vợ chồng cháu và giúp đỡ cho hai anh em hưng thuận. Đấy, bây giờ thì nền nhà với cả mua đất thì cũng xong rồi, thì cũng chỉ hy vọng là có thêm kinh phí để anh em cháu giúp cho hai anh em là thực hiện ngôi nhà thôi. Mấy hôm nay thì trời đang nắng, nếu mà được thì gọi vật liệu vào tranh thủ mình làm xong nhanh. Vâng. Hay còn là hôm nay thì thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc có lẽ là cho cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác. Xin chào công các bà. Xin chào công các bà.